Khi mà mình ăn bánh mì sao mình thiếu nước được, đúng không? Hello mọi người đã tới với YouTube tuần này. Thì tuần này mình sẽ mukbang bánh mì Huỳnh Hoa nha. Thì trong bánh mì Huỳnh Hoa mọi người là nó sẽ có rất là nhiều topping. Và như mọi người biết là đây là một ổ bánh mì siêu đỉnh luôn. Này, nay mình sẽ ăn 3 ổ, vuốt 3 ổ bánh mì Huỳnh Hoa. Mãi kêu thì có cho bao tay luôn nha mọi người. Rau dưa với cả khăn giấy khi ăn. Ủa, rau dưa 3 bịch, 3 ổ bánh mì nhưng mà chỉ có 2 cái thôi. Đây là ổ bánh mì Huỳnh Hoa nha mọi người nha. Và bây giờ mình sẽ mukbang cái bánh mì nó ngon cỡ nào và tại sao bán quá hot và quá đắt. Chà bông nè, pate nè, chả nè, bơ nè, rất là nhiều loại topping luôn. Và khi mà mình ăn á, cái này bình thường là phải 2 người ăn, nhưng hôm nay em một mình em sực hết. Khi mà mình ăn bánh mì sao mình thiếu nước được, đúng không? Ướt hết người rồi. Là nhà sáng tạo nội dung, mình em nói thiệt á, nội dung tự tìm tới em không à. Làm gì cũng ai ép vô, nó mọt ghê á. Trời ơi, tính một ly này, cuối cùng còn có nửa ly thôi trời. Ơi mọi người, và mình không nghĩ là bánh mì mà có cũng drama nữa mọi người. Nhưng mà công nhận nha, là bánh mì Huỳnh Hoa bây giờ là chắc là bánh mì mắc nhất chưa ta. Tại vì mình thấy một ổ nó là 72.000 thì mình nghĩ giá nó quá cao luôn. Ok, vào việc. Đây là một ổ bánh mì Huỳnh Hoa nha mọi người. Bánh mì Huỳnh Hoa nhưng mà tại sao cứ hay bị lộn là kêu là Huỳnh Hoa vậy ta, mình cũng không biết luôn. Trời ơi mọi người ơi, bơ, pate, chà bông siêu nhiều luôn nha. Ê, nhìn mà thèm chảy nước miếng luôn á mọi người. Em không biết mọi người sao chứ em nhìn em thèm chảy nước miếng luôn á. Em muốn ăn liền ngay và lập tức. Mà lúc nào em ăn là em có ăn hết một ổ một mình em nha mọi người nha. Một ổ này trung bình là nặng hình như là hơn nửa ký. Yo. Ôi, quá ngon. Bơ vào đôi thuốc thắt. Bây giờ mình sẽ cho rau dưa vô nha mọi người. Ta da, trời ơi mọi người ơi, nhìn hơi bị mê luôn. Nhìn siêu mê luôn á. Hai lát dưa leo. Một nồi dưa ớt. Miếng hành ngò. Cái này là mình cắt phân nửa ra nha mọi người. Anh nhìn nó ngon ngon kiểu gì á, nhìn nó bắt mắt á, nhìn nó mê á. Trời ơi. Mấy bà muốn tôi mukbang món gì thì nhớ comment ở dưới nha. Mọi người nhớ subscribe và like kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người.